Hello, thân mến, xin chào các bạn. Hôm nay thứ ba tiệm mình đóng cửa cho nên mình có thời gian rảnh, mình đi ra tiệm mình làm một cái video clip ngắn, nói về vấn đề những cái người anh chị ở Việt Nam không thích đi Mỹ sống. Mình nói ở đây là nói về riêng những cái cá nhân nào đó thôi, chứ không có hoàn toàn nói hết toàn bộ. Những cái người mà mình quen biết mà ở Việt Nam mới qua đó, khi mà mình hỏi á, mình thấy người ta có thân nhân mới mới ở Việt Nam qua, thì một á là vợ lãnh chồng, hai là chồng lãnh vợ, ba là diện đoàn tụ. Thì mình hỏi những cái người mà ở Việt Nam mới qua đó, thì mình tới mình ăn tiệc, mình hỏi rằng sao qua Mỹ, thấy cuộc sống ở Mỹ có thích không? Không một người nào trả lời là thích hết. Người nào cũng nói là biết vậy tôi ở Việt Nam cho nó sướng, ở bên đây vừa buồn vừa chán vừa cực. Nói như vậy thôi. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình thấy cái người nào mà qua Mỹ rồi mà trở về Việt Nam sống hết. Kể cả những người hiện đang ở Việt Nam mở miệng ra là nói là không thích đi Mỹ. Đi Mỹ làm gì? Đi Mỹ làm chó chứ làm cái gì? Đi Mỹ cài thấy mẹ luôn. Nhưng một khi mà đã quen với một cái người nam hay người nữ ở bên Mỹ đều hỏi rằng họ có thật sự là muốn cưới mình, đem mình qua Mỹ hay không. Đó, kể cả một người trong gia đình của mình cũng vậy, cưới một cái cô vợ ở Việt Nam mà cái cô vợ đó đâu phải là cái người mà giàu có mà làm lương cao ở Việt Nam đâu. Khi mà mình đi, mình đi về, mình đám cưới ở dưới quê đó, nhà đúng bốn vách tường và có hai cái cửa, một cái cửa ra và một cái cửa hậu, một cái cửa vào và một cái cửa hậu, và vỏn vẹn chỉ có được cái bàn thờ thôi. Mà mở miệng ra nói không thích đi Mỹ, ở Việt Nam sướng hơn. Nhưng mà từ lúc qua Mỹ tới giờ á, sao không về Việt Nam sống? Không bao giờ thấy về Việt Nam sống. Qua Mỹ á, nói rằng á, là đi qua Mỹ không có đi làm neo đâu, đi học để lấy cái bằng làm gọi là dịch vụ môi giới mua bán nhà. Thì cái dịch vụ môi giới mua bán nhà ở Việt Nam thì không có cần bằng cấp, nhưng ở Mỹ này bằng cấp đòi hỏi rất là cao. Những cái ai mà có cái bằng cấp mà môi giới mua bán nhà đó là không phải dễ. Hỏi chị ở bên Mỹ chị làm gì, mình nói mình làm nail. Mình nói là bây giờ mai mốt đi đi qua Mỹ á, em học nail đây. Không chị ơi, em đi qua Mỹ em không có làm nail đâu, em đi qua Mỹ em đi học rồi xong rồi mai mốt em ra em lấy cái bằng nói tiếng Anh với mình nha, real estate, nói tiếng Anh với mình như vậy luôn đó. Thì mình nói trong bụng nó cha con này tiếng Anh cũng giỏi, chắc có thể là cổ nhà cổ nghèo thật nhưng mà chắc cổ là có ăn có học cho nên cổ mới có cái tư tưởng giọng cao như vậy. Rốt cuộc qua đây thì làm sao, vài tháng sau mình gặp mình hỏi ủa có đi học không, không hỏi vậy chứ bây giờ đang làm gì, đang làm neo. Rồi mình hỏi ủa vậy chứ kỳ đó nói là đi học, nói không để chờ làm neo 1 năm rồi ổn định rồi xong rồi mới đi học, tại vì mới qua Mỹ á, thì chưa có khai thuế đó nên chính phủ Mỹ không có tài trợ cho đi học nên để chờ 1 năm sau. Nghe cũng có lý, 1 năm sau gặp lại hỏi đi học chưa, đang đi học rồi. Hỏi học ở đâu? Học ở Nova. Nova bên Mỹ này á, thì nó gọi là Community College, là có nghĩa là trường đại học cộng đồng.
thì có những một số nó rẻ tiền hơn, là lý do là tại vì ở gần nhà cho nên mình không có cần phải tốn tiền mà đi mướn nhà, rồi với lại có được chính phủ tài trợ, rồi mình ở cộng đồng mà thì nó rẻ. Có một số con của Mỹ thì nó không có đủ điều kiện để đi đại học ở xa. Đó, gọi là cái trường mà university đó, là cái trường mà đại học ở xa đó, thì nó đi cái community college Nova 2 năm rồi sau đó nó transfer. Thì cái bằng cấp đó, nó đưa ra thì nó cũng giống như nhau, nhưng mà con của Mỹ á thì mấy cái đứa mà con Việt Nam mình nó cũng vậy, nó sanh đẻ ở Mỹ này, nó chỉ muốn là sau 18 tuổi là nó đi ra khỏi nhà, nó không có muốn ở ở trong nhà. Nếu mà nó đi community college là nó phải ở gần nhà, nó không có muốn, nó muốn đi xa. Nhưng mà có một số đứa nhỏ thì nó tiết kiệm tiền, như là con của Việt Nam mình thì nó hiểu cái cha mẹ nó làm cực, nó không có muốn phí tiền thì nó ráng nó học 2 năm rồi sau đó nó transfer qua trường university. Thì cái cô em họ này của mình á, nó nói như vậy. Thì mình tưởng đâu rằng là cổ đi học college, sau này mình mới biết ra là cổ chỉ đi học là Anh văn thôi chứ không phải là đi học college. Rồi nói với người này người kia là cổ đi học Nova, nhưng mà nói là cho nó nghe nó sang là đi học đại học Nova. Nhưng mà ở trong trường đó, Nova đó, đại học á, thì nó có chia ra là những ai mà đi học đại học là nó khác, mà trong đó nó có dạy về Anh văn, nó chia ra nhiều nhiều loại Anh văn. Có một số du học sinh á thì nó qua Mỹ nhưng mà nó vẫn phải học Anh văn, dù nó là du học sinh, nó giỏi tiếng tiếng Anh nhưng mà nó vẫn phải học Anh văn thêm. Còn như mình á thì nếu mà mình muốn đi học Anh văn á thì mình có thể mình đăng ký vô đó để mình học Anh văn, thì nó tùy theo là nó chuyển lớp. Nhưng mà nói chung ra nói thẳng là nổ á. Rồi tới bây giờ á, qua cũng được 5 6 năm rồi. Vẫn đi làm neo. Hồi cái lúc mà ở Việt Nam á, cái tư tưởng á nghĩ rằng là qua Mỹ này á đơn giản lắm. Cổ ở Việt Nam á, cổ sống á, là không bao giờ chạy xe Honda, toàn là đi Uber không à. Là tại vì đi Uber tiền của người khác mà đâu phải tiền của cổ đâu, mà cổ xót cổ xa đó. Nhưng mà tại sao mà cổ phải chọn đi Mỹ? Đi Mỹ nó có cái tương lai dài lâu hơn. Ở Việt Nam á, cổ như hoa vậy đó, sớm nở khi mà tàn rồi á thì xích lô không có mà ngồi nữa, thì lấy gì mà đi mà Uber. Nên cổ chọn con đường đi qua Mỹ. Mà lúc đi qua Mỹ cổ còn bay bổng trên mây lắm, nó không thích đi Mỹ đó. Rồi lâu rồi mình không có gặp thì mình biết là như vậy thôi. Thì cái này mình kể cái chuyện của mình, tại vì mình không có muốn là nói cái chuyện của người ta. Nói chuyện của người ta là nhiều khi mình nghe nói rồi, hay là mình nghe một chiều rồi mình đặt chuyện gì đó, nhưng mà cái này là chính bản thân của mình gặp luôn. Thì khi mà mình về Việt Nam chơi á, mình gặp một cái anh đó, thì anh làm công an. Thì mình nghĩ là công an mà làm sao người ta bỏ ngành để người ta tiến tới xa hơn mình. Thì mình đi qua Mỹ rồi thì mình vẫn lơ lơ là vậy thôi. Thì ảnh ngược lại, ảnh còn tiến tới với mình nữa, xa hơn nữa. Thì mình mới hỏi rằng là anh có thật sự là anh đến với em thật không, hay là anh chỉ là muốn là chơi em, gọi là qua đường thôi. Anh nói không, anh thật tình, anh muốn tiến xa hơn nữa, vì anh thương cái hoàn cảnh của mình, một mẹ mà phải nuôi ba đứa con, cho nên anh muốn chia sẻ với mình. Nghe
rất là động lòng phải không các bạn? Nhưng mà tại sao một người đang làm công an mà đang có sự nghiệp, chủ khách sạn mà tại sao mà bỏ hết tất cả để qua đây lo cho mình? Mà mình đâu phải là cái dạng mà trẻ đâu. Như cái điều kiện như ảnh á, ảnh có thể lấy cái cô đó từ 18 cho tới 25. Còn cái lúc đó là mình đã 40 rồi. Thì làm sao mà ảnh mà thương yêu gì mình được? Thì mình nghĩ rằng có một số người là người ta cũng con đàn con đóng mà người ta vẫn có người thương, biết đâu chừng mình là cũng là cái dạng mà may mắn trong cái những cái thành phần đó thì sao, thì mình cũng nghĩ cái phần mình may mắn. Tới khi mà càng ngày càng tiến xa hơn nữa thì cuối cùng mình mới vỡ lẽ ra là anh ta có vợ và ba đứa con. Anh bỏ vợ và ba đứa con để anh đi theo mình đi qua Mỹ. Thì nghĩ đây, vợ ảnh, con ảnh mà ảnh còn bỏ nữa, ảnh thương yêu gì mình mà ảnh phải bỏ hết tất cả để lo cho mình, không có tin nổi. Thì sau này mình mới biết vỡ lẽ ra là, xin lỗi các bạn, mình đang quay thì bỗng nhiên bạn mình gọi mình phải chạy gấp ra để gặp bạn mình. Thì mình cũng vừa chạy vừa tranh thủ làm cho nó xong cái phần video clip này. Mình đang nói dở dang về cái câu chuyện của mình. Thì khi mà mình biết được á là ảnh và vợ ảnh á đang trên đường phá sản, nợ nần chồng chất. Mà nói tiếng là vợ nhưng mà thật ra họ sống với nhau á, không có hôn thú nhưng mà có ba mặt con. Thì mình chính vì như vậy á ảnh mới lừa được mình. Tại trước khi mình quen á thì mình nghĩ rằng á, đàn ông ở 40 rồi mà không có vợ có con là nó quá vô lý đi, cho nên mình bắt ảnh phải làm cái chứng nhận độc thân cho mình coi thì mình mới tiến xa hơn với ảnh. Thì ảnh có làm cái chứng nhận độc thân cho mình coi thì mình tin tưởng rồi thì mình mới tiến xa hơn. Ảnh nói ảnh sẽ sẵn sàng chấp nhận bỏ đảng bỏ ngành để ảnh theo mình qua Mỹ sống. Thì mình nghĩ rằng là đảng và ngành của ảnh á không phải là dễ vào, mà ảnh chấp nhận ảnh bỏ thì có thể mình là người may mắn, mình gặp được cái người đàn ông tốt. Thì mình vẫn tiếp tục có cái mối mà duy trì cái mối quan hệ tiến xa hơn với ảnh. Thì trở lại về cái vấn đề mà ảnh có vợ và có ba con, ở nhà không có hôn thú, mà ảnh khôn tới mức độ mà tất cả những giấy tờ nợ gì ảnh để cho vợ ảnh đứng tên hết. Ảnh nói gạt với vợ ảnh rằng là vì ảnh là công an cho nên ảnh không tiện đứng tên ký giấy nợ, nên cái cô vợ này á thương mà thương chồng, dù sao đi nữa cũng có ba đứa con chung, nên tin răm rắp 100% luôn, đứng giấy nợ mấy tỷ bạc luôn. Ảnh nở lòng nào mà ảnh gặp mình xong ảnh muốn dứt áo ra đi để một đống nợ lại cho người ta. Ác tới mức độ như vậy đó. Khi mà mình biết được á thì mình nói với ảnh á, thì ảnh nói là cái số nợ này á là cổ tự làm, cổ tự chịu, ảnh không có dính dáng gì vô hết. Thì mình hỏi cái cô vợ thì cô vợ nói rằng á là cô vợ mới nói cho mình biết lý do tại sao cổ phải đứng tên là vì ảnh là công an, cho nên á một người dính thôi để giữ làm một chân ở ngoài để cho một người gỡ. Mình nghe mình cũng có lý, nhưng mà một phần ảnh thì lại nói khác. Nhưng mà mình tin cô vợ, mình tin cô vợ. Thì lúc đó đó mình không có muốn tiến xa hơn với ảnh, mình muốn dừng lại. Nhưng cô vợ lúc đó quay ngược lại quậy mình,
thông tin mình rằng là mình sẽ bỏ ảnh, quay ngược lại quậy mình. Thì trong cái cơn á, trong cái cơn mà tức giận á, mình nói là tại sao mà không tin mình. Vì mình là cái người đàn bà á, mình cũng có ba đứa con. Mình không có muốn, mình thù nhất là cái người phá gia can người khác, và mình thù nhất là những cái người đàn ông mà phản bội. Cổ đăng hình của mình lên trên mạng, cổ nói rằng là mình giật chồng của cổ, cướp đi cha của ba đứa con cổ. Mình có nói với cổ rồi, bỏ hình chị xuống, vì chị cũng là nạn nhân bị chồng em gạt thôi, chứ không phải là chị cướp chồng của em. Nhưng mà cổ không tin, cổ vẫn cứ đăng hình của mình. Nên mình tức quá, mình mới nói với cổ, nếu mà chị nói em không nghe đó, thì chị sẽ biến cái sự việc này thành hiện thực. Và mình đã làm điều đó. Mình nói với cổ, con á, trong lòng người cha không bao giờ có ai thay thế được, nhưng cái địa vị của người vợ trong lòng người chồng sẽ có người thay thế. Và mình đã làm. Thì mình không từ bỏ anh ta, mình không từ bỏ anh ta, mình vẫn tiếp tục. Nhưng mà trong cái lúc đó là mình chỉ muốn làm cho đã cái nư của mình thôi, chứ mình cũng không có muốn mà mình lấy ảnh đâu. Tại vì mình lấy ảnh mình đem qua Mỹ á, ảnh cũng bỏ mình sớm muộn thôi. Mình đâu có dạy gì mình đem ảnh qua Mỹ, vì mình biết ảnh sẽ không có bỏ ngành công an đâu. Có thể là ảnh dùng mình để ảnh giải thoát cái cô vợ này, để anh khỏi cái gánh nợ với cái cô vợ này thôi. Cho nên ảnh chỉ dùng mình để ảnh đạt được cái mục đích ảnh muốn thôi. Thì cái cô vợ này á, quậy ảnh cho tới khi ảnh mất cái ngành công an. Thì bây giờ ảnh mất cái ngành công an rồi, thì làm sao? Mình phải chịu cái trách nhiệm với ảnh, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, ảnh đã mất ngành công an rồi, ảnh chủ yếu là muốn dùng mình để bỏ cái cô này, cái cô vợ này. Chứ nếu mà ảnh còn ở nữa thì ảnh sẽ lãnh nợ cùng với cái cô này tới mấy tỷ lận. Ảnh không muốn gánh nợ chung với cô này, ảnh chỉ muốn cô này gánh một mình thôi. Mà bây giờ á, ra nông nổi như vậy rồi á, thì bắt buộc á, ảnh sẽ bám mình. Vì vậy á, mình cũng bị rơi vào cái tình thế mà gọi là bị động. Thì mình phải lãnh cái trách nhiệm, cái hậu quả của mình đã gây ra. Thì mình biết, thì mình vẫn làm giấy tờ để bảo lãnh ảnh qua Mỹ. Nhưng theo cái luật pháp á, là ảnh phải ra khỏi đảng 2 năm thì mình mới có thể mà bỏ giấy tờ xuống để mình lãnh ảnh. Nhưng mà ảnh không có hiểu, ảnh cứ sợ là mình không có lãnh ảnh rồi giống như là ngành ảnh cũng mất, gia đình ảnh cũng mất. Cho nên ảnh cứ muốn là đi liền. Rồi ảnh hỏi thăm người ta là người ta nói hồ sơ làm khoảng chừng mấy tháng là đi rồi. Nhưng mà mỗi hồ sơ và mỗi diện nó khác nhau mà ảnh không biết. Thì trong cái thời gian mà chờ đợi á, mình có đưa cái những cái số hồ sơ để cho ảnh kiểm tra, nhưng mà ảnh không biết kiểm tra hay như thế nào, hay là mình nói ảnh không tin hay gì đó. Thì ảnh đi, trong cái thời gian mình ở Mỹ á, ảnh ở Việt Nam á, ảnh quen biết với một cái cô đó. Cô đó là Việt kiều Úc. Thì ảnh lại, ảnh chỉ muốn là đi nước ngoài thôi, chứ không có phải là yêu thương gì ai hết á. Nhưng mà mở miệng ra là tại vì anh thương em, anh lo cho em một mình, không có ai chăm sóc, thì bây giờ anh qua để anh phụ. Mà bây giờ thôi, duyên phận của mình không được rồi thì thôi,
anh muốn lo cho em lo cũng không được. Đó. Mà nếu mà trường hợp mà ảnh không có gặp cái người Việt kiều Úc đó đó, thì mình nghĩ ảnh vẫn còn đeo bám lấy mình. Chưa chắc ổng đã chịu buông ra. Nhờ như vậy á, mình mới hiểu được là cái người đó đó, vì yêu thương mình thật lòng hay là vì cái giấy tờ mà để định cư ở Mỹ. Thì cái chủ đề của mình hôm nay là nói đến như vậy. Và cũng một lần nữa mình cũng xin nói, đây là mình nói riêng về cá nhân những cái người sống giả dối. Ở Việt Nam á thì rất là muốn đi Mỹ, nhưng mà khi qua đến Mỹ rồi á thì làm ra vẻ như là tôi không cần đi Mỹ. Nhưng mà nếu mà thật sự mà không được đi á thì mới lòi được cái bản tính của người ta. Đó. Mà tới hồi mà đi qua rồi á, nếu mà không thích ở Mỹ á, được quyền đi về liền mà. Mà chưa bao giờ mình thấy người nào đi về ở luôn hết á. Đây là mình nói gì cá nhân thôi nha. Mong các bạn nghe là đừng có trách mình. Mình không có nói chung hết. Mà mình cũng không có nói là đa số, mình chỉ nói là một cái cá nhân nào đó thôi. Và cũng xin cảm ơn các bạn đã chú ý và theo dõi những cái video clip trước đây của mình. Và mình cảm ơn các bạn đã có nhiều sự đóng góp. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Chào bạn.